Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại ở kênh Tuyền Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyền Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyền có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tâm thất, củ tâm thất và nụ hoa đu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyền đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyền. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyền bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai thì trên tay em Tuyền đây chính là 1 lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyền bây giờ sẽ bán là 500 ngàn đồng và em Tuyền sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyền đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyền sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyền sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nha mọi người nhá. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Tuyền Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyền để em Tuyền sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyền xin chào tất cả mọi người. Nho rồng. Vừa đi. Hả? Còn rất không quay á. Không sao. Anh kia thì bây giờ kiểu cứ 50-50 là không biết là ở nhà hay không, và bây giờ liên lạc cũng không liên lạc được. Bây giờ mình nói chung là vào đây nó xa mà bây giờ hiện tại anh em mình liên lạc không làm liên lạc được, lắm lúc mang đồ vào không được. Lấy về đây cho mượn mà hôm vừa rồi bọn em lại không mời người ta rượu nên người ta không cho. Thế thì bây giờ có bảo nhà anh Phó ở trên này đúng không nhỉ? Nhà anh Phó ở đây là có tổng 20 mấy hộ nhỉ? Không nhỏ nhỉ? Còn đâu trên đấy nhỉ? 20 mấy hộ đi cái bè này. Thì em bảo là hôm trước là chúng ta là đã bảo bà con là muốn là mua 30 mét, thì anh đã mua 30 mét đây rồi. Bếp chậu để nối vào đấy. Bếp chậu chị đây là để nối vào cái đoạn mà chúng ta làm cái cáp thứ hai. Tông ra đó, bà con cũng rất là vui này, nhìn thấy những cái tương lai để nó an toàn hơn, bà con rất là vui. Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyền Hà Giang. Vâng, như các cô chú biết thì ở những tập trước thì em Tuyền có kết hợp là vào để mang cáp và mang gạo vào cho gia đình 7 mẹ con bên trên kia. Thì hiện tại đã đến bờ sông đây rồi và làm xong cái nhiệm vụ là bao gạo rồi. Thì bây giờ là tiếp tục với cái vấn đề là làm cái cáp này. Cáp này thì em Tuyền mua 30 mét ở đây mọi người nhé. 30 mét để nối vào đây thì như mọi người thấy là hiện tại là đang làm hai cái dây cáp. Hai dây cáp thì một dây cáp ở trên cái mùa lũ này nước rất là cao. Bà con bảo cao còn ngập cả cái đoạn mà chúng ta làm ghim cáp kia. Đấy thì nó cái dây cáp trên cao này dùng cái mùa lũ, còn hiện tại cáp bình thường thì sẽ dùng vào cái mùa nước như bây giờ. Đó. Thì bây giờ thì nói thật với mọi người là này, hiện tại là em những lần trước thì em Tuyên có xin số em Xính đó. Thì để gọi, nhưng mà hiện tại là tập vừa rồi vào thì mọi người thấy bảo là em đấy hỏng máy điện thoại rồi, không gọi được. Và xin được một số ở trong thôn thì trên mé lầu này thì cũng hỏng luôn. Bây giờ gọi điện là hai anh em gọi điện từ 3-4 ngày hôm nay rồi mà toàn thấy bao. Có lúc bảo là hết pin thì em Tuyên phải đợi ngày hôm sau gọi lại ấy. Nhưng mà hiện tại cả già cả em Tuyên gọi là không gọi được. Thì bây giờ thì cũng mang vào gọi là làm mò. Bây giờ thì vào mang đây rồi thì bà con sẽ sang kia gọi bà con. Bè thì đang bên kia cơ. Thì bây giờ sẽ đợi bà con và gọi bà con và xem là có bà con ở đây, xem thanh niên còn ai nữa không. Vì hôm trước là nghe nói là cũng có 1-2 thanh niên đi làm nữa. Đấy, bây giờ cái quan trọng là bảo bà con phải 1-2 thanh niên hay như nào thì phải tập trung vào làm, cùng nhau làm đây. Đó. Để ý bên này là có em, cái em lúc nãy bảo là ấy nhỉ, đúng không, làm gì, câu cá à? Câu cá thì bây giờ em thử hỏi em bé luôn. Ui đi trên này, em bé đang đào run để câu cá hả? Đây này, ở dưới này này, chỗ này nhìn hơi rộng nha. Em hỏi em đấy xem là bây giờ là cái dây cáp của mình đây rồi thì bà con như nào. Có mỗi em Xính là hôm đấy là biết nói tiếng Kinh ấy, nhưng mà em đấy này không còn số điện thoại ở đây, không liên lạc được. Điên thận đấy chỗ này. Ôi
Nó đi xe mà ngồi dưới kia mà run hết chân tay. Về đi nó vẫn cứ run chân ấy, mọi người. Đâu rồi? Ở đâu ấy nhỉ? Đi lâu. Em gọi nào. Đi lâu. Ơ, đây này. Có một anh ở đây, áo đỏ này, anh này phải anh. Hả? À, ở bờ trên này. Mẹ ơi, hãy đủ tiền nào, tôi sẽ đi hãy nữa. Đôi khi vào là nói chung là chúng ta không thể gặp bà con được, nên là cái công việc nói chung là khó để làm. Lạc vào giữa vườn này, vườn cỏ này. Em bảo rồi đúng không? Em bảo. Câu cá ở đâu ấy? Chưa nhìn thấy luôn. Anh em mình về chỗ này thì không xuống được, nó trơn này. Anh ơi, mình thì chỉ biết gọi là tiếng kinh thôi. À đây này, bên này. Ôi cẩn thận nha em ơi, chỗ này chỗ này có bom. Em đang câu cá dưới này. Dạ, em gọi anh đến lên được chưa? Đi lỡ tôi sợ níu đó thật lùm gì chứ nào. Ừ. Làm phiền một tí, câu cá một tí. Nước sông thì đã bắt đầu đến mùa lũ thì đục rồi mọi người. Đục rồi nên là bà con về đang đi câu cá này thì để có thể vẫn may mắn. Bà con câu đây thì cái may lắm. Em tin thấy nhiều người câu được con cá to lắm. Đây này. Tôi sợ níu mà. Ủa, vui quá. Úi rồi xuống nước hay sao, bõm phát này. Tôi sợ nhiều. Ừ. Em ơi, đi lên đường đi. Ngồi nói chuyện đây nó ngứa quá. Một sọc kê. Em có bom nhưng mà nó... Ai thả bom. À. Ôi. Nho chồng. À, vừa đi không mà đâu. Hả? Cuốn giấy không quay á? Không quay đâu. À, không sao. Không sao đâu. Bây giờ bọn anh mang cái cáp kia vào ấy. Cái cáp kia thì bây giờ bọn em có người ở đây không? Hả? Còn người ở đây không? Có mấy người mà. À, thế thì em gọi bà con ra để tập trung. Gọi chỗ lầu ấy, gọi điện chỗ lầu ấy. Nhưng mà anh không có số gọi không được. Hả? Gọi không được. Không được mà nó thế bà kia mà. Nhưng mà không cái số 497 đúng không? Ừ. Không nghe máy thuê bao. Ồ, máy hỏng rồi. Thế thì bọn anh có gọi 3-4 ngày nay rồi. Hôm nay nó đi sửa cái bay kia mà. À. Thế bọn anh mang cáp đây rồi thì anh em cùng tập trung kéo nó cái đoạn cáp thứ hai đi. Mùa lũ này là nguy hiểm đấy. Vậy thì nó gọi như không có bao lô đâu. Giấy xít à? Chỉ mua giấy xít à? Ba lăng xích. Ba lăng xích của anh kia ở đâu rồi? Nó mà đi về nhà mà rồi. Mượn ở đâu? Anh tận ở đâu? Không phải à? Không phải đâu. Hả? Đào sơ hào, nó sơ hào à? Sơ hào à? Hả? Mùa sơ hào ấy. Sơ hào? Ừ, sơ hào kia. Sơ hào là đâu? Đào sơ hào à? Chỗ đoạn đập nhau cái ba á? À, chỗ kia ấy. À, ok. Ừ. Thế tiến đi mượn được không? Mượn được mà nhưng nó đi làm thế là không biết, nó ở đâu rồi ấy. Bọn em thử gọi xem. Một số tỉnh một. Bọn anh lấy số điện thoại đây. Số điện thoại của anh, đây, máy điện thoại anh đây. Anh kia nó ở nhà mà, ở nhà mà không biết. Đây này, em lại phải nhờ Mitu. Bảo Mitu sang gọi... Thánh! Ô mà hỏi mẹ, bây giờ gọi bây giờ mùa... Đây. Mùa 2 nữa. Nhờ Mitu gọi chú kia, em bảo phối hộ anh mới. Ơ! Ô mùa kia mùa gà, cậu bây giờ mùa gà lúc ở ba lô xin à? Đúng rồi, mượn ba lô xích để lắp cái cáp. Bây giờ thì... Em bị con đái vào mắt rồi. Nhấn đầu đi ạ. Đâu Mitu hộ anh với Mitu. Thế này. Có một hai con gà bơ la xí nè. Thì bơ. Có già mùi. Khổ. Bé này thì không biết. À, em xem cố gắng bảo em lấy hoặc là hay là em sang lấy gọi. Còn nó không nhàm thôi. Bây giờ nhớ bây giờ chơi à.
không biết là chủ đấy là ai thì không đi gọi được. Là tí nào là tí mà là tí chỉ muốn tay thấy muốn tay hùng mà còn lại cả tôi nhập vào rồi ấy. Bây giờ lại không có điện thoại nên là cũng rất là khó để liên lạc. Nhớ cho cái anh mà này thì túi nhau chạy nhớ chạy mà không cho anh mà có cái băng đang xích kìa. Phải có điện cho anh kia để anh kia mang kia ra thì mới có khả năng là làm được. Bây giờ lại không có băng xích thì không thể làm được. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Mà anh kia thì bây giờ kiểu cứ 50-50 là không biết là ở nhà hay không. Mà bây giờ liên lạc cũng không liên lạc được. Điện thoại cũng hỏng hết. Bây giờ mình nói chung là vào đây nó xa. Mà bây giờ hiện tại anh em mình liên lạc không làm liên lạc được. Là lúc mang đồ vào không được. Khó à. Không thì bây giờ bọn anh cứ phải mang cái dây cáp này. Xong rồi bọn em tí nữa cùng nhau sang hỏi chú kia. Xong rồi bọn anh sẽ bàn giao cho bọn em. Nhá. Chỉ cần gà tốt luôn rồi chờ. Ông đổi một tí chờ. Cho họ từ từ rút chơi chờ. Thảo ký tạch nhờ nét ua chờ. Thảo thứ tua mẹ tụi kiểu dạ. Nó nhờ hô chờ. Nó gà tốt chờ nếm một nếm. Thảo thử vết chú tạm mà nếm mà đâu tốt xuống. Nó gà tạm. Mấy chân thối một tí ô. Bây giờ em lại cứ ở đây đúng không? Thì tí nữa bọn anh sẽ nhờ người gọi chú kia. Chú kia là gì? Tên là gì nhỉ? Bó. Chú Bó. Chú Bó ở nhà đâu? Nhà này mà. Lúc nia? Nhà này này. Lúc mềm mềm đó? Lúc ta vết đỏ đỏ ấy. Cái tôn đỏ đấy á? Lúc vừa liên liên á? Cái tôn đỏ ấy đúng không? Ok. Thì sẽ gọi chụp bò đấy cho nó. Nó cái kia. Ok. Tức là bảo chụp bò gọi cho anh bên kia để mượn cái băng xích. Xong anh em mình lắp được đúng không? Vâng. Ok. Thì bây giờ em câu cá đi, cố gắng câu cá được con cá cho anh. Tí anh em mình dán cá hầu chơi nhỉ? Ok em. Lần hôm trước thì chúng ta có, nói chung là em Tuyên cũng nói đấy, thì ở đây thôn này rất là nghèo khó. Là đợt tới này thì có các cô chú nào mà có những cái bộ quần áo cũ ấy, thì em Tuyên rất là xin, thực sự rất là xin. Xin để cho bên thôn Mé Lầu này. Bà con đây thì nói thật với mọi người thấy, quần áo nó rách hết rồi, khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành sang bên sông, xong rồi sang gọi cái anh Bó kia. Đây đấy, để chúng ta cùng đi xem có mượn được ba lăng xích không để còn lắp nha mọi người nhé. Vâng, các cô chú ạ, thì lúc nãy thì chúng ta đã đến gọi đây là em Lầu à? Dạ. Thế là em Lầu chính là cái số điện thoại là 497 đấy hả? Thảo nào anh gọi cho em là toàn thuê bao? Điện thoại bị hỏng à? Thế bây giờ như lúc nãy anh gặp em gì ở bên kia sông đang câu cá ấy? Thì em đấy bảo là bọn em bây giờ có mượn được cái ba lăng xích không? Có mượn một đứa rồi. Nó bảo nó lấy về đây không cho gì ở nó không cho. Lấy về đây cho mượn mà hôm vừa rồi bọn em lại không mời người ta rượu nên người ta không cho. Thế thì bây giờ có bảo nhà anh Phó ở trên này đúng không nhỉ? Đúng. Nhà anh Phó ở đây. Ở đây là có tổng 20 mấy hộ nhỉ? Hôm nọ nó hỏi nhỉ? Con đầu trên đỉnh nhỉ? Hai mấy hộ đi cái bè này. Hơn 20 hộ. Thế bây giờ Lầu nhá. Bây giờ thì lúc nãy em câu cá bên kia em đấy đang bảo anh là phải cần ba lăng xích. Mà ngày hôm nay anh mua rất đầy đủ hết rồi. Mà bây giờ thì em xính có nhà không? Có ở nhà rồi. Đang làm gì rồi không biết. Mà xính thì gọi điện cũng không được cơ. Đúng rồi chị. Hỏng hết điện thoại rồi. Không biết được. Xính thì đang cúng mình. À, đang cúng. Hôm nay là con không được khỏe lắm nên là cúng. À. Con lại về vấn đề đấy. Con này không được khỏe lắm lại cúng. Bà con đây đúng rồi, nói chung là cái phát triển nó chưa được hết, nó khó khăn cho bà con. Thì em bảo là hôm trước là chúng ta là đã bảo bà con là muốn là mua 30 mét thì anh đã mua 30 mét đây rồi. Đây. Bếp chậu phệnh. Bếp chậu. Để nối vào đây. Bếp chậu chị đây. Là để nối vào cái đoạn mà chúng ta làm cái cáp thứ hai. Thì bây giờ thì không có ba lăng xích khó nhỉ. Bây giờ mà không có ba lăng xích thì anh em mình không làm được gì đâu. Cái ba lăng xích kia bây giờ mà cái nhà kia không biết là có nhà không hay là đi làm rồi. Bây giờ liệu có thuê được không, có mượn được không ấy. Nhớ trẻ nhớ tù là nên không nên bố kia lúc bà là xin à. Nó chú cách đây khá xa.
điện thoại thì bây giờ cũng không có cách nào để liên lạc được. À, không liên lạc được. Ừ. Ngoài ở đây xa. Nếu thế thì hôm nay em mình vào lại có lẽ là... Cung cốc. Thế bây giờ lầu nhá. Bây giờ lầu ở đây thì chú Pó có ở trên này không? Chú Pó ở gần đây không? Không ở nhà. Thế thì bà con đây khổ nhỉ. Ở đây điện thoại không có số điện thoại của ai mà không liên lạc được ai. Gọi điện để vào... Để gọi điện với nhau ấy. Để xuống đây làm ấy mà cũng khó ấy. Như kiểu lầu gọi cho chú Pó, gọi cho Xính thì khó nhỉ. Thế bây giờ thế lầu ở đây, lầu đại diện của anh được không? Mà ở đây chúng ta có chị Dính này. Bảo chị Dính với ở gia đình này cũng đi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ... Có chuột luôn đi không? Gia đình này cũng có đi thuyền bè ở đây đúng không? Là hai bên mà. Ờ, thế thì bây giờ là bây giờ chúng ta sẽ vào đại diện là có bà con mé lầu đây cùng nhau nhận cái cáp này. Dạ, bảo là bây giờ lầu sẽ đứng ra nhận cái cáp này. Xong rồi bây giờ anh sẽ đưa hết cho em cáp với cái cọc cáp, rồi bọn em ở đây sẽ cố gắng là mượn ba lăng xích về. Anh sẽ đưa tiền cho em. Bọn em sẽ đi thuê của người ta vì người ta không ở đây mượn không cho. Bây giờ người ta nói như thế rồi, như em lầu nói là không mời người ta rượu, người ta không cho mượn ba lăng xích được đúng không? Ừ. Từ đầu anh tưởng anh đấy là ở thôn Bình. Anh ba lăng xích đấy không phải à? Thọ tổ chi mẹ nên lúc ba lăng xích thì sao thì thường đánh nhất đi nè. Thì nhóm nhất là cho hậu à? Ok, không phải là thôn đấy. Từ đầu anh cứ tưởng là phải rồi. Thế anh đấy làm tốt đấy, anh đấy làm biết hết. Thế bây giờ em bảo là bây giờ thì thôn bây giờ cũng khó, thôn toàn người nghèo mà bây giờ đi mượn người ta lại không cho thì bây giờ mình phải thuê. Mùa bây giờ có nghĩa là thuê không phải thuê, có nghĩa là bây giờ người ta muốn uống rượu đúng không? Người ta muốn một bữa cơm cảm ơn đúng không? Đúng. Thì bây giờ thì sẽ đưa cho tầm 200 ngàn để cho chúng ta lầu ở đây sẽ ở lại là trích tiền ra đi mua 200 ngàn này, em mua một ít gà, một ít rượu về để cảm ơn người ta cho mượn ba lăng xích, xong rồi bọn em sẽ tự làm nhá. Được không? Vì bọn anh ở mộ xa của quá. Đó là khó chuyện là nhiều nên mà vô cái nữa nên mà nó nên mộ mộ của một cọ tụ lầu đó bố kỳ hơn đâu nên bao quần mà nên uống này chỉ bao quần mà cọ thô tụ lầu đâu chỉ uống mộ đó nữa nó nhá. Thế thì không nên giờ ta con đi mà mua kiểu đó o dạy o nhé. Ok. Thế thì đây em cho anh mượn đây, em được im anh lấy cái bao lô, anh đưa cái đoạn cáp này cho. Đây không phải cáp mà đây là cái đoạn là nắng quá nên là em Tuyên đang ngồi, các cô chú thông cảm một tí nhé. Đây này lầu ấy, đây em xem lầu cũng mệt. Cái này là cái cọc cáp ấy. Bà con ở đây cũng neo người mà ở lại kiểu rải rác nhỉ, nó không phải thành từng khu một. Nó cũng khó cho bà con thật sự luôn ấy. Đây nhá, hôm nay giao cho lầu nhá. Hôm trước vào thì giao cho thì bảo là bà con lại chưa ai nhận. Hôm đấy là em già vào thì cũng hơi vội nên là không kiểm tra kỹ. Đây nhá. Cái này chắc chắn là đủ rồi. Anh mua thừa cho em để bọn em bọc vào đấy. Đây này em ơi. Em đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, gì giò rồi, okay. Đúng rồi cái gì nữa. Đây là 15 cái nhá, 15 hay 16 cái đấy. Để bọn em buộc vào cáp. Đấy thì bọn em sẽ nít lại cho anh. Nít lại sạch chắc chắn cho anh. Đấy. Thì bây giờ thì em sẽ cần tiền luôn chưa? Em bảo là cần tiền để làm mời cơm chưa hay là bao giờ làm xong mới cần tiền? Thôn thì nó chỉ lôi chả. À chờ chắc tao mà thợ thứ tôi mới mà xuống thì tao mà mua chiếc kiểu đó nữa kiểu mình cho một con ngay một tiện rồi nhá. Không thì bây giờ lấy luôn anh ạ. À? lấy luôn vâng, để bởi vì là cũng không biết là khi nào để đi liên hệ được với chú kia. À nên bây giờ người ta cũng không biết là bao giờ liên lạc được đúng không? Nên là có thể là liên lạc được mà những lúc anh em lại không vào được. Thì thôi đưa cho chú anh này để anh lấy tiền anh đi mua một chút gì đấy cảm tạ anh kia. Phải lần trước đã không có là đang dỗi rồi. Đang dỗi à? Đang dỗi, lần này phải có, không có thì rất là ngại nhìn mặt nhau ấy. Ok. Người ta có mà đúng không? Mình phải cảm ơn một tí. Đúng, cũng đúng thôi. Đúng rồi, đúng. Nói chung là cái gì cũng đúng thôi chứ không phải là người ta đòi làm không được. Bây giờ nhá, trước hết là bây giờ ok, bây giờ sẽ giao cho lầu cái này.
Đây các cô chú ạ, thì bên này là có chị Dính này, đây là mấy bà con ở bên Mé Lầu nhá. Thì em bảo nhá, hôm nay là đại diện ở đây thì các cô chú sẽ đưa cho đưa cho Lầu. Lầu đây là người con trai, thì Lầu còn đi liên lạc với cái anh kia để thuê nhá. Thì Lầu sẽ cầm 200 ngàn này mua thịt, mua gà để cảm ơn anh kia. Rồi. Thì bây giờ nhá, Lầu cất cái này cho anh nhá. Xong rồi bọn em ở lại, bọn em sẽ mắc cái cáp này cho bà con đi lại nhá, cho an toàn. Nên uống nhá, còn nên mà uống này nữa. Và đây thì già cũng bảo là bà con ở đây thì bà con ở đây cũng có người ở đây thì anh sẽ thông báo với bà con một chút cái tin vui này. Thế vì là nên cho mình dân cái... đi rồi, nó nên chỉ xuống nhau thì mua bê tổ niệm vấn đề hôm lâu mình gì. Thế như Lầu bà con ở đây có sợ đi mùa mưa này không có bè có sợ không? Nên nóng này thì thọ lòn há tiền nên mùa lũ phò nên chành chay nè, không dám đi rồi, không dám đi luôn. Khi mà đã mùa lũ mà về thì và một khi mùa lũ về thì nhìn nước nó sẽ rất là ghê và xiếc. Và cái dây này và cái dây thì nếu mà đúng cái lúc mà anh đang kéo thì nó xiếc quá nữa, bạch một cái nó đứt thì sao? Thì coi như trôi không có điểm dừng luôn. Thế thì bây giờ bà con phải làm lại cái bè. Vâng, đúng không? Vâng. Sao, chị đấy bảo sao? Ai mà biết là biết bơi thì mới dám đi cái bè mà cái mùa lũ thế. Còn không dám bơi mà không biết bơi mà đi thì chắc chắn là sẽ có chuyện xấu. Thế mà một tháng nữa mà anh không biết bơi, anh cũng không dám đi cái bè này đâu. Lũ xiết. Lũ ghê lắm. Anh không dám sang bên này ấy Lầu ạ. Đây có thể em tôi đứng Lầu đứng lên cho các con chú nhìn này để chúng ta đọc lại. Thì như đợt lần 1 ấy, giai đoạn 1 thì chúng ta có mua cáp. Thì hôm đó chúng ta tổng nhận được là 8 triệu và đã chi hết là 12 triệu 120 ngàn đồng, đúng không? Để chúng ta đọc ở bên sông ấy. Và đợt đầu thì chúng ta có âm là 4 triệu 120 ngàn đồng. Thì Lầu nhá, thì ở đây thì xem qua những video thì các cô chú cũng thấy rất là thương bà con thôn Mé Lầu này. Vì bà con, các cô chú cũng mới biết bà con thôn Mé Lầu qua video thôi. Nhưng mà bà con thấy là cái sự khó khăn của bà con là không có được đoạn dây cáp đàng hoàng, không có được đoạn bè đàng hoàng để qua cái mùa lũ qua sông này. Và vừa rồi thì em Tuyên cũng có hỏi một câu là mùa lũ bà con có dám đi không, mà các chị em bên này bảo là không dám đi, sợ lắm, xiếc nó trôi một cái là con này là gọi là tuồn bít lành đấy. Như em Tuyên nghe biết tiếng mông là như vậy. Thì Lầu này già nghe nhắc xong rồi em bảo dịch lại cho bà con luôn. Ở đây thì có lần giai đoạn 2 này thì có là chị Nguyệt Trần là có gửi cho là 2.694.000 đồng để làm bè. Chị đấy hôm cô đấy có xem video và bà con có bảo là bà con phải đi mua cái cây cái tre đó 150 một cây đóng thành cái bè. Thì chị đấy có hỏi anh thì muốn đóng vào một cái bè đơn giản như vậy thì là bao nhiêu, thì chị đấy đã gửi cho anh là 2.694.000 đồng để làm bè. Và có chị HD ở bên Mỹ có ủng hộ là 4.520.000 đồng. Chị HD này em có nhớ phần quà mà có một cô chú giấu tên mà gửi tặng tặng cho anh em mình 1 triệu tiền xăng xe đi lại và mua cho con ngựa sắt xăng xe đó. Đó thì đấy chị HD đấy là có gửi tặng cho bà con thôn để chia là 4.520.000 đồng để làm bè qua lại. Và rất là cảm ơn nhóm Hoa Sen Chân Như. Nhóm Hoa Sen Chân Như ở đây là này, đợt trước nhóm Hoa Sen Chân Như đã gửi cho chúng ta cái quỹ để làm quỹ cứu đói cứu trợ, mà trong khi đó là chị Dính đã được nhận quỹ cứu đói cứu trợ rồi. Đợt đầu tiên đấy là được 27 phần quà. Và đợt vừa rồi thì nhóm Hoa Sen Chân Như cho anh cũng đã gửi cho bà con thôn Mé Lầu được thêm cái phần quà là 7.475.000 để làm cái bè sang sông. Thì tổng đợt này anh nhận được là 14.689.000 đồng. Em bảo là bà con là đợt này 14.689.000 đồng. Okay. Và trừ đi nhá, anh sẽ trừ, mà anh chưa trừ thì em thông báo đi, xong rồi trừ sau cho mọi người nó dễ dàng. 16 thò ư lỏ ni mới cho mình sách to pan này thì các cô chú ủng hộ mới cho thì lỏ ni lỏ pan này mà tao tao cọ plau trọ tao tao nên rõ nè thò hiểu qua tài cho ni mà chỉ tao chỉ mà YouTube nè tao cọ plau trọ là tôi bán tổng này lị này. Họ còn bao trộm mà họ mua tiền của con gái của nị. Mình xem sao mày. Thì tiền lị. Thì ở bên thông mà lò vua
phua mà nên một vua kho thì mà xin đây. Đứng đứng đây, đứng nắng, đứng nắng. Thế rồi kho tiếc cha thì chả mà sợ là tạt kìa, tạt tắm nên cho mấy doanh cũng rồi. Nhưng mà em phải giải thích cho bà con nhá, không phải là 14 triệu lấy nhá. Đây là cái đợt lần hai đấy, còn đợt đầu đã mua cáp và còn mất nhiều tiền nữa. Nhá, đâu có đợt đầu thì nói chung là nói đi nói lại thì hơi lằng vòng. Đợt đầu là được 12, đợt đầu là 8 triệu, đợt sau là được 14 triệu. Nói đôi khi bà con không hiểu hết ấy, bà con lại hiểu nhầm ấy, thì rất là khó. Thì nhá, 14 triệu 600 này, thì chúng ta trừ đi cái âm từ đợt trước là 4 triệu 120 ngàn đồng. Và đợt này anh có mua thêm này 30 mét dây cáp, nhân 50 nghìn một mét là 1 triệu rưỡi. Kẹp cáp 15 bộ, 20 nghìn một bộ là 300. Và cước xe gửi từ Hà Giang lên là 100 ngàn đồng. Thì là tổng là chúng ta đã chi hết là 1 triệu 9. Và bây giờ nhá, 14 triệu 689 ngàn đồng này trừ đi cái quỹ âm đợt trước là 4 triệu 120 ngàn đồng và trừ đi 1 triệu 900 ngàn đồng này thì quỹ của chúng ta làm cái cáp này, đoàn làm cái bè này là còn là 8 triệu 669 ngàn đồng. Ok, 8 triệu 969. Và chúng ta chưa trừ 200 trích ra để lầu có thể mời cảm ơn người ta để thuê. Nó thẳng ra là thuê cái ba lăng xích về lắp. Và còn 8 triệu thôi để là chúng ta có thể là mua bè và các cô chú nhóm Hoa Sen Nhân Như ấy là đang muốn là chúng ta là làm cái cây sắt và có cái cột cái thùng phi xanh ấy cho an toàn. Nhưng mà em tôi nghĩ là cái 8 triệu này thì sẽ không thể đủ được. Tổng quỹ lúc phương mà táo táo nó chết đi sao? Nói chung là một cái bè thì bà con em đang giải thích là không phải là làm một phát là được luôn. Đúng rồi. Nó có rất nhiều cái là cái công đi vác này. Xong là còn mấy cái dây sắt mà mình phải mua để buộc vào này, nói chung nó nhiều giai đoạn lắm. Mà để cũng không biết là hết bao nhiêu. Làm nó con bảo sẽ tốn rất là nhiều. Các cô chú đợt trước đã hỏi tham khảo thôi. Vâng. Tham khảo là 150.000 một cây đúng không? Cho xong đấy hôm đó y của chị ta. Thông thiên đi. Đấy là 150.000 một cây nhưng mà còn chưa tính đi vác về. Không đi vác bà con phải bỏ sức chứ. Mà nên mà các cô chú đã ủng hộ tiền rồi thì bà con phải tự đi bỏ sức. Nên một cậu tà lò chè ua hao giò kiểu ua khí tay mội bếp sao đó nó chè tà ly trong giết ly cho đấy thì được bà con tự vác. Đây thì có nghĩa là đợt trước là các cô chú tính là làm bằng cái cây tre bè như thế, nhưng mà bè thì làm bằng cái đấy rồi tầm được mấy năm thôi đó. Nhưng mà các cô chú nhóm Hoa Sen Nhân Như là muốn là làm bằng cái sắt đấy, xong rồi là có hàng những cái thanh cái phi lên đấy cho an toàn. Nhưng mà cái này thì em Tuyên xin phép nhóm Hoa Sen Như là em Tuyên sẽ kiểm tra lại và đi hỏi bên cơ khí nữa cơ, và phải thuê cơ khí nữa không đơn giản. Mà xem làm một cái bè như thế hết bao nhiêu tiền. Vâng. Nếu không thì anh sẽ hỏi lại ý kiến chú đấy, chú của nhóm Hoa Sen Như ấy, xem là theo cái cách thủ công của bà con làm bè bằng tre. Bè bằng tre thì bà con làm đây được mấy năm rồi em? 2 năm thôi á? Mới có 2 năm cái bè đấy đâu? Lúc phương là tàu ô chồng xưa? 3 năm hơn rồi. 3 năm hơn đúng không? Mấy năm được 3 năm hơn. 3 năm hơn. Thế thì bây giờ cái bè như này nó rơi vào tầm hơn 2 triệu. Đây này, anh nhân là 15 cây, à đâu 12 cây, 150 nhân với 12 cây, 12 cây tre đúng không? 12 cây tre là 1.800.000. Thì chúng ta bỏ ra mua sắt, mua thép để mua dây dợ buộc vào và mua thêm những cái cây để đóng vào ấy. Thì cứ cho là cái bè đấy nó chỉ hơn 2 triệu thôi. Nhưng mà cái bè bằng tre hơn 2 triệu, nhưng mà bây giờ để mà làm cái bè bằng inox, bằng thùng phi xanh kìa. Thì nó an toàn hơn mà nó vĩnh cửu hơn, nhưng mà để xem là liệu 8 triệu chúng ta có đủ không. Và anh sẽ xin thông báo với nhóm Hoa Sen Nhân Như nữa. Chứ có chuyện là mà chưa có xa thì
Nó chỉ mà sợ thì hiểu yêu thì chả có tiếng rồng rồng tạt tạt kia đó nên cho mấy dân. Bà con nó đã nhìn được cái bè ở ngoài nhau cuối ba chưa? Người ta làm bằng cái sắt xong rồi người ta có cái thùng phi ấy lầu. Ừ, thì có thợ nên chơi tàu luôn nhọc quế này mua là mấy lúc mua là lầu nhìn thấy chưa? Thấy rồi lúc buồn đan rồi. Ừ, đó, đó. Bỏ mà. Nếu mà các cô chú ủng hộ được thì chúng ta nếu mà làm cái đấy thì nó vĩnh cửu hơn. Nhưng mà cái đấy thì bà con phải giữ. Bà con mà không giữ không buộc vào nhá. Bà con mà không buộc nha, lúc mùa lũ to to nó trôi đi đấy là tà tiền đấy. Bà con đang sốt là kiểu nếu mà cái thuyền mà nó đẹp như thế, nó vĩnh cửu thế thì chắc là phải 15 20 triệu. Đúng rồi. Bà con đang lo là thiếu tiền à? Đúng rồi, chắc chắn. Mà nhìn là biết là đắt rồi. Vì nó hàn cái khung cơ mà. Như chân tầm kỵ ấy. Kỵ kỵ. Nếu mà đi kiếm thuyền kia sẽ mất phí đấy. Thế là ở đây là cứ thu chi xiêm một phát. Ai? Mà là kiếm thuyền mà xịn xịn kìa. Đi qua phải mất phí. À cái thuyền ở dưới kia gì? Đúng rồi, còn bà con đây thì là miễn phí thôi. À ừ, thì bà con của mình mà đấy. Ờ, thế mới nói ra câu chuyện. Bà con bảo là nếu mà thế thì làm một cái loại hình dịch vụ luôn. Nhưng mà có cái thuyền xịn thế. Ai mà muốn sang sông thì mỗi lần thu phí một tí thôi. À, đây thì các cô chú ạ, thì bà con rất là vui khi được những cái tin vui của các cô chú và đặc biệt là nhóm hoa sen chân như. Thì đây thì anh có thể đọc qua một chút này về nhóm hoa sen chân như vừa rồi gửi cho chúng ta cái quỹ rất là to. Ở đây là vừa trích một cái phần quỹ ở trong cái nhóm là cứu trợ nữa mọi người ạ, quỹ cứu trợ thực phẩm cho bà con nghèo. Thì ở đây thì em Tuyên cũng xin thông báo luôn là vừa rồi thì nhóm Hoan Sơn Như có gửi cho em Tuyên là 850 USD. Cái số tiền này được dùng như sau, nó sẽ làm lòng quỹ cứu trợ thực phẩm cho bà con nghèo trên vùng cao. Và sẽ thành mỗi phần sẽ là 500.000 như đợt trước ấy. Bây giờ em Tuyên sẽ ghi rõ ra để cho mọi người nắm bắt được rõ. Và ở phần này thì nhóm Hoa Sen Nhân Như sẽ gửi tặng cho em Tuyên là 100 USD. Còn lại là 750 USD sẽ là 17.475.000 đồng. Sẽ làm 34 phần quà. Mỗi phần quà là 500.000 đồng. Để cho là làm cái quỹ cứu trợ. Gặp những hoàn cảnh khó khăn nào thì em Tuyên sẽ được phép trích tiền mua ra để cứu trợ cho những hoàn cảnh nghèo. Ví dụ như chị Dính đây, okay. Rồi ăn đói khó khăn thì sẽ trích ra 500.000 đồng để mua làm cái quỹ thực phẩm cứu trợ kịp thời luôn. Và sau đó sẽ về xin phép và thông báo với nhóm Hoa Sen Như. Đó, các cô chú đã giao quyền cho anh rồi. Và ở đây thì còn dư là 475.000 đồng. Thì là sẽ là vào cái phần tặng. Có nghĩa là đợt trước quỹ của nhóm Hoa Sen Như là còn dư là 3 triệu đồng. Là 6 phần quà. Thì lần này thì nhóm Hoa Sen Như sẽ trích ra là 4 triệu đồng nữa ở trong cái phần phần quà này, okay. Và 475.000, vâng. Cộng với 3 triệu cũ với 4 triệu 475.000 này thì sẽ là 7 triệu, okay. Mà nhóm Hoa Sen Như vừa mới thông báo đấy là nhóm Hoa Sen Như tặng cho đây em. Nói chung là hơi lòng hoàng mọi người, hơi nhiều nên là đọc hơi lung cung một tí thì em Tuyên sẽ đọc lại cho mọi người xem này. Đây nhóm Hoa Sen Như là 7.475.000 đồng. Em Tuyên xin lỗi cô chú tí, đói quá rồi nó líu. 7.475.000 đồng. Đấy, thì nhóm Hoa Sen Như là trích vào để làm mua cái quỹ cứu trợ này. 3 triệu từ phần trước còn dư và trích thêm 4 triệu phần này nữa ra. Đấy thì để em Tuyên sẽ thông báo lên các cô chú là danh sách mạnh thường quân nhá. Đấy, lần này là 750 USD. Tương đương với 34 phần quà, mỗi phần quà là 500.000 đồng. Đấy, tiền ủng hộ cho em Tuyên là 100 USD, số tiền là 2.330.000 đồng. Đó. À, đây là tổng là danh sách mạnh thường quân của nhóm Hoa Sen Chân Như. Gồm có chú Nguyễn Đức, cô Thu Lan 40 USD, ông Nguyễn Ẩn và bà Xuân Hoa 15 USD, chú Nguyễn Quý 30 USD, bà Trần Thưởng 10 USD, anh Hoàng Kim Lân 20 USD, chú Hoàng Lâm 30 USD. Cô Trương Tường Vân và mẹ 16 USD, chú Cường Lang và cô Golia 20 USD, cô Hồng Lang 25 USD, chú Sĩ Lang 10 USD, cô Phượng Lang 25 USD, chú Hoàng Châu 30 USD, ông Bon, bà Võ Trúc, cô Hoàng Phúc 50 USD, chú Nguyễn Trúc 25 USD, cô Ngọc 30 USD, bà Hoàng Nguyễn 36 USD, bà Như Nguyện
cô Đoan Khanh 23 USD, bà Gọn và ông Biểu Trần 25 USD, bà Kim Loan 20 USD, gia đình chú Việt Ngô, Trúc Lê, Annie, Vinken 40 USD, Anjizona và là có là bà Mỹ Khách và ông Cảnh Đức 30 USD, cô Hồng Lê, chú Hòa, dì Bé 50 USD, cô Mai Thu Lan và em Giai My 30 USD, cô Kim Hoa Ngọc Hải 20 USD, thân hữu nhóm Hoa Sen Như gồm có cô Yến Phạm 40 USD, anh Tam My 33 USD, cô Hạnh Trần 30 USD, cô Vũ Kim Cúc 50 USD, cô Vicky Dương 37 USD, cô Tô Linh Kiều 10 USD. Đấy là tổng 850 USD. Để làm cái phần quỹ cứu trợ thì trong này là 34 phần quà, thì các cô chú bảo em Tuyên là dùng 4 triệu trong phần quỹ mới này và 3 triệu phí cứu và 475.000, thế thành là 7.475.000 sẽ trích vào làm cái tiền quỹ làm bè cho bà con. Thế thì em Tuyên một lần nữa rất là cho bà con thôn Mé Lầu cảm ơn các nhóm Hoa Sen Nhân Như đã luôn luôn theo sát đồng hành với Duyên Hải Giang để có một cái quỹ cứu trợ kịp, gọi là kịp thời cho bà con, và đã có những cái quỹ để cho bà con tương lai làm cái bè ở đây. Bà con thì vừa rồi vừa nghe làm cái bè mới thì bà con rất là vui. Thì em Tuyên rất là cảm ơn các cô chú. Bây giờ thì cũng khá là muộn, bây giờ cái bè này thì sẽ giao cho Lầu. Lầu với bà con ở lại sẽ họp bàn và sau này sẽ đi thuê cái ba lăng xích kia về, thì bọn em sẽ nhôn nhôn nhá, mắc làm cho anh. Và khi nào làm ấy thì em có thể gọi điện cho anh và báo là bọn em làm rồi, thì anh sẽ vào anh ghi hình để thông báo lại cho các cô chú là chúng ta đã làm xong cái dây cáp. Còn cái bè này thì anh sẽ hỏi lại và đi hỏi cơ khí xem người ta làm cái bè hết bao nhiêu tiền. Nếu mà làm được cái bè hết bao nhiêu tiền thì sẽ thông báo lên, và tương lai chúng ta muốn làm cái bè nhưng mà nho ba cho an toàn, nó bền hơn, nó hàn vào ấy. Đi nhá. Nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta xin phép thôi. Ngày hôm nay chúng ta không làm được dây cáp thì hẹn các cô chú là vào hôm nghiệm thu. Nhá. Thế mấy nữa Lầu với bà con là làm hộ anh cái dây cáp nhá. Chỉ nên con đi mà nên mà uống đi không? Chưa có mua. Thôi bà con cố gắng, hôm nào chúng ta vào liên hoan một bữa, liên hoan bánh kẹo nhỏ nhỏ một tí với bà con nhỉ. Để chúc mừng bà con đã có cáp mới và hy vọng chúng ta có cái bè xịn để cho bà con đi lại cho cái mùa lũ này bà con không phải sợ nữa. Và bè xịn thì chúng ta sẽ mua áo phao. Ví dụ nhà em này ở gần đây, mua một cái áo phao vào để đây, ai đi qua thì cho mượn, mượn xong phải trả cơ, chứ mà mượn xong mà mang đi mù chê luôn thì hỏng ấy. Em giải thích cho cái áo phao để cho bà con. Thì tao ở tại lúc phu thì mà vô OP chơi chơi không giờ cho đã gọi nè chị nè, vô đó vô đó nè chơi gọi từ nè cho bốn nè nè chụp bao nhiêu đấy thêm một nè tao na. Đó, bà con cũng rất là vui này, nhìn thấy những cái tương lai để nó an toàn hơn, bà con rất là vui. Nên phải có mà mang đi lấy tiền thì quá tuyệt vời. Thôi bây giờ thì không nói chuyện nữa, bây giờ đang sấm chớp rồi, có lẽ là anh em xin phép bà con đây nhỉ. Thôi Lầu cất hộ anh nhá. Đây này, gửi hộ em này nhá. Đây, em cất đi. Gửi ở nhà em này luôn hay gửi nhà em mang về nhà em? Nhà nào cũng được. Ở đấy, không thì em gửi đi. Tùy em. Không bảo mấy nữa anh gửi. Còn nếu sửa giống giống á. Anh này sẽ mang về nhà. Thế Lầu mang về nhà nhá. Thì thôi, chào bà con nhá. Hẹn một ngày nào đó vào làm cái bè xịn xịn để chúng ta đi cho an toàn nhá. Như thế thợ từ lò mà yêu của tao tốt luôn đi này, của tao thua mà. Thế mà nó mì tịnh mộ. Ủa cháu lên, hả lý. Đấy, thôi xin chào. Thôi các cô chú ạ, thì bây giờ thì nó tịnh mộ rồng xiết vậy. Cũng sắp mưa rồi, thì bây giờ có lẽ là em Duyên cũng xin phép tạm dừng nơi đây thôi. Một lần nữa rất là cảm ơn các cô, các chú đã luôn luôn quan tâm, đồng hành kênh Duyên Hà Giang và quan tâm đến bà con Mé Lầu B. À đâu? Đây là Mé Lầu A chứ nhỉ? Mé Lầu A rồi nhỉ? Mé Lầu A nhỉ? Mé Lầu A, Mé Lầu B bên trên kia chứ nhỉ? Đấy thì bà con, các cô chú đã rất là quan tâm đến bà con Mé Lầu A. Chỉ có hơn 20 hộ ở đây thôi. Thì bà con có mong muốn là có một đoạn cáp đẹp và một cái bè xịn để bà con đi lại cho cái mùa lũ tới đây được an toàn hơn. Như cô chú biết đấy, lũ là không ai dám đi vì xiếc cái trôi phát là xảy ra chuyện ngay. Đấy thì thôi một lần nữa thì em Tuyên cảm ơn. Bây giờ thì trời mưa rồi thì em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video đây. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người, hẹn tất cả các cô chú anh chị những video theo. Và em Tuyên rất là hy vọng rằng có thể nhận được thêm những cái sự trợ giúp, trợ duyên để cho bà con thôn Mé Lầu được những cái bè sang xịn, tốt lành để cho bà con đi an tâm trong mùa lũ này nhá. Còn bây giờ em Tuyên xin chào, hẹn gặp lại mọi người.